Tóm tắt lịch sử. Nơi đây, lúc 1 giờ 40 phút ngày 16 tháng 1 năm 1963, trung đội đặc công G14, đại đội 375, đại đội đặc công 220 của tỉnh đội phối hợp với đội công tác của huyện Tuy Hòa 2 cùng quân và dân xã Hòa Quang tổ chức tập kích điểm núi miếu. Cả hệ thống phòng ngự kiên cố do đại đội bảo an 120 của địch chốt giữ. Sau gần 4 giờ chiến đấu, ta đã xóa sổ một đại đội bảo an địch, loại khỏi vòng chiến đấu 80 tên, thu 80 súng các loại, một máy thông tin, 10.000 viên đạn và phá tan ấp chiến lược núi miếu, giải phóng hàng ngàn dân. Ta hy sinh 4 đồng chí, bị thương 5 đồng chí. Đây là lần đấu lực lượng đặc công tỉnh phối hợp với bộ binh tập kích cứ điểm, diệt gọn một đại đội địch trong công sự vững chắc, chiến thắng cứ điểm và phá tan ấp chiến lược núi miếu để tạo tiếng vang lớn, làm cho địch hoang mang lo sợ, góp phần làm phá sản quốc sách ấp chiến lược của Mỹ Ngụy. Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong trận tập kích cứ điểm núi miếu, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vâng, Phạm Vinh rất vui khi một người đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Hiện tại thì Phạm Vinh đang có mặt tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Vị trí mà Phạm Vinh đang đứng đó chính là cái di tích lịch sử núi miếu. Thì video ngày hôm nay mình sẽ quay review lại cho quý khán giả bên kênh Phú Yên Vlog theo dõi xem cái di tích lịch sử núi miếu này nó như thế nào. Thì xin mời quý khán giả cùng theo chân mình nha. Cạnh cái di tích lịch sử núi miếu thì đó chính là cái ngã ba có cổng chào xã Hòa Quang Bắc. Và phía bên đây thì mình có thấy cái nơi thờ các chiến sĩ ngày xưa đã hy sinh vì tổ quốc. Và phía bên kia đường chính là đi lên cái di tích lịch sử núi miếu nha mọi người. Ở đây thì mình thấy con đường đi lên rất là rậm rạp. Hiện tại thì thời tiết mới mưa xong á mọi người, cho nên mình quay ở đây thì cái cảnh quan nhìn nó không được sáng như ngày nắng nha. Ở đây thì mình thấy con đường đi lên người ta có xây các cái bậc gạch để chúng ta dễ dàng bước đi lên. Và mọi người nên chú ý là vào mùa mưa, nhất là những cơn mưa, sau cơn mưa mọi người đi lên cái đường mà rừng núi cây thẳm như thế này thì đặc biệt mọi người phải chú ý là rắn nha. Ở đây trên cái hòn đá này mình có thấy một cái cây xanh, mình không biết đó là cây gì nhưng mà mình nhìn thấy rất là đẹp nè cả nhà. Cái thân gốc và cái lá nó ra cái màu xanh xanh vàng vàng, mọi người thấy không ạ? Và đặc biệt khu núi Cấm này nó gần với gành đá Hòa Thắng á. Cái khu vực ở đây thì nghe đồn ngày xưa nói là cái vùng biển nha mọi người, biển mà đá san hô á. Cho nên ở đây các bạn thấy cái những viên đá không? Nó cái màu sắc nó rất là đẹp nè cả nhà. Đó, màu trắng mà nó đỏ đỏ hồng hồng á. Ở đây thì người dân địa phương họ hay đi kiếm những cái hòn đá, nó rất là đẹp nha. Người ta vừa đỡ cảnh á mọi người. Đặc biệt ở đây các bạn thấy không,
những cái hòn đá này, cái hoa văn mình thấy nó rất là tự nhiên mà nó đẹp làm sao cả nhà. Mọi người thấy không, nhìn đá nó, cái dương đá nó rất là khác với những hòn đá thường không mọi người. Ở đây là những cái dương đá cảnh thật sự này, rất là đẹp. Phía bên đây cũng có nè. Mới lên nửa ngọn nhưng mà đứng trên đây mọi người nhìn xuống cảnh quan phía dưới thấy rất là đẹp. Nhìn nó rất là trùng trùng điệp điệp ha cả nha. Thật sự mà nói lúc nãy Phạm Duyên có bước lên đây thì đứng ở dưới mình nhìn thấy nó rất là hẹp. Nhưng mà khi mình bước lên trên á cả nhà, mình nhìn xuống phía dưới á thấy cảnh quan nó rất là rộng nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow. Đây là con đường mà chuẩn bị Phạm Duyên cùng quý khán giả sẽ cùng đi lên tiếp theo nha. Mọi người cùng theo dõi video nha. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ cho Phú Yên Vlog phát triển nha. Cái hòn đá này mình nhìn nó cái vẻ đẹp tự nhiên của nó hết sức là đặc biệt luôn á cả nha. Mọi người có nhìn thấy ra không? Riêng bản thân mình thì mình thấy ở đây nó hòa quyện cái màu sắc, cái hình dáng của nó này mọi người, nó tự tạo ra những cái viền cạnh như thế này nè, nhìn rất là đẹp và nó có cái nét mà nó có hồn làm sao cả nha. Lên trên đây thì mình thấy cảnh quan là rất là sáng rạng hơn là đứng bên dưới nha. Ngày hôm nay mình đi quay thì vào một ngày trời không được nắng, trời thì mưa râm ran. Đây chính là cái đỉnh của ngọn núi. Vâng, hiện tại vị trí mà tôi đang đứng chính là cái di tích lịch sử núi Miếu nè cả nhà. Vâng, qua video này thì Phạm Duyên ở đây cũng muốn quay trực tiếp lại cái di tích lịch sử núi Miếu thuộc tỉnh Phú Yên của chúng ta, gửi đến cho quý khán giả đâu đó mọi người có thể chưa biết về nơi này. Thì đến đây thì mình cũng thay mặt cho mọi người thì mình cũng xin cảm ơn các anh hùng chiến sĩ cách mạng ngày xưa đã hy sinh trên mảnh đất này để bảo vệ tổ quốc mình có được cái sự hòa bình độc lập cho đến ngày nay nha mọi người. Thank you.
ở phía sau lưng là cái ngọn núi rất là rộng và lớn phía sau nha cả nhà. Ở đây chính là cái cột mốc, cái vị trí, cái đánh dấu mốc của cái ngọn núi thôi. Còn mọi người đi ra đằng sau thì rất là rộng nha. Vâng, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bây giờ mình phải đi xuống để tiếp tục cái cuộc hành trình tiếp theo bên kênh Phú Yên Vlog. Mọi người đừng quên nhấn like, thích video mọi người, và đăng ký kênh Phú Yên Vlog để theo dõi những video mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau ạ.